Sáng nay ngày 26 tháng 6, ông Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đã có buổi kiểm tra tiến độ các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện Cù Lao Dung. Cùng đi với đoàn có ông Nguyễn Văn Sắc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở ban ngành và địa phương. Đoàn đã đến kiểm tra công trình xây dựng mới cầu Khém Sâu thuộc xã Đại Ân 1 và xã An Thành Tây. Công trình khởi công từ tháng 9 năm 2022, dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2024. Cầu được thiết kế chiều ngang 6,5m, chiều dài 165m, có tổng mức đầu tư là 50 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án 2 làm chủ đầu tư. Đến nay đã giải ngân được trên 33,6 tỷ đồng, đạt trên 82% khối lượng. Theo báo cáo từ chủ đầu tư, công trình hiện nay đang gặp khó khăn trong quá trình thi công do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của 7 hộ dân tại vị trí móng cầu. Tiếp đó, đoàn đã đến kiểm tra dự án đường huyện 12A, 13, 14, 15 thuộc xã An Thành Nhì. Đây là công trình giao thông cấp 4 được xây dựng mới 8,1 km đường, có tổng mức đầu tư là 160 tỷ đồng. Tổng diện tích đất thu hồi là 12,13 ha với 185 hộ dân bị ảnh hưởng. Hiện nay đã chi trả cho 176 hộ với số tiền 33,33 tỷ đồng. Còn lại một số hộ chưa đồng ý nhận tiền và chưa bàn giao mặt bằng. Do đó, đơn vị chủ đầu tư kiến nghị địa phương tiếp tục vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện cho công tác thi công được liên tục, đảm bảo hoàn thành đúng kế hoạch đề ra. Cái giải phóng mặt bằng thì đối với huyện thì hiện nay thì huyện tập trung cho cái 93B giai đoạn 2 là tập trung. Còn lại các cái đường huyện thì hiện nay thì cũng còn một vướng một vài hộ, tuy nhiên thì như nãy đi khảo sát như cái huyện lộ 13 thì họ cũng nhân dân kiểu. Ngày mai thì em sẽ tổ chức em mời họp để đối thoại một lần cuối nữa, rồi sẽ tổ chức họp dân toàn tiến để mình thực hiện các cái bước tiếp theo. Nếu mà không có cái đồng thuận của người dân cái chỗ ông kiểu này thì sẽ thực hiện cưỡng chế quyết định thu hồi đất để mình triển khai cho nó kết thúc cái dự án này. Bởi vì cái tuyến này 82 hộ mà đến thời điểm này chỉ còn có duy nhất mình ở trong này thôi. Phát biểu chỉ đạo tại mỗi nơi đến khảo sát, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Lâu cho rằng hiện nay tỉnh Sóc Trăng đang tập trung triển khai đầu tư xây dựng nhiều công trình dự án trọng điểm có tác động tích cực đến phát triển kinh tế tại địa phương, trong đó có huyện Cù Lao Dung. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các hộ dân bị ảnh hưởng từ dự án phải đồng tình với địa phương sớm bàn giao mặt bằng để công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng theo kế hoạch, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội và phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa cho người dân tại các địa phương. Mục đích là để mình phục vụ cho người dân thôi, làm dự án này thì bây giờ phải tuyên truyền với bà con về chủ trương, về giá, hội đồng giá đã có công bố giá rồi thì bây giờ đề nghị bà con phải chấp hành. Nếu bà con đòi giá theo cái cảm tính của mình, theo cái suy nghĩ riêng của mình thì nó không có cơ sở pháp lý để hỗ trợ, để bồi thường. Thì bây giờ mình cứ tuyên truyền giáo dục rồi mình đưa giá ra, mình công bố cho người dân, mình lấy ý kiến dân chủ khu vực này luôn. Nếu mà người dân cương quyết không chịu nữa thì bây giờ mình mới lập cái phương án để bảo vệ thi công, để mình thực hiện cho nó xong cái dự án này, để mình phục vụ cho người dân, an sinh xã hội, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, v.v. Tiếp đó, đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Cù Lao Dung để nghe đơn vị báo cáo về tình hình triển khai các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Theo đó, năm 2024, trên địa bàn huyện được bố trí kế hoạch vốn đầu tư công là trên 43 tỷ đồng để đầu tư xây dựng các công trình cơ bản. Tính đến nay đã giải ngân được trên 30 tỷ đồng, đạt 69,8% kế hoạch. Tổng số vốn cho 3 chương trình mục tiêu quốc gia được bố trí là trên 27 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt trên 25,7% kế hoạch. Theo đánh giá chung, năm 2024, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện tương đối thuận lợi, đến nay đã đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã trao đổi thảo luận một số nội dung có liên quan đến công tác chuẩn bị lễ công bố huyện nông thôn mới, công tác quy hoạch đầu tư xây dựng, định hướng phát triển của Lao Dung trở thành huyện phát triển du lịch, thương mại dịch vụ và đô thị trong thời gian tới. Còn đối với cái đường 933B thì qua năm 25 thì các đồng chí phải có hồ sơ đề xuất để lập cái chủ trương đầu tư. Cái này sẽ đưa vào cái đầu tư công trung hạn giai đoạn 26-30. Còn để chuẩn bị cho công bố cái vùng huyện, công bố huyện nông thôn mới á, thì đề nghị huyện các đồng chí phải rà soát lại. Hiện nay các cái tiêu chí mà sau khi cái đoàn kiểm tra của Trung ương á, thì gợi ý chúng ta cần phải khắc phục những cái nội dung mà để đạt được cái tiêu chí nông thôn mới thì các đồng chí phải khẩn trương để hoàn thành. Cái thứ hai, để chuẩn bị cho cái lễ công bố nông thôn mới
đề nghị các đồng chí rà soát lại các cái hạ tầng giao thông, rồi chỉnh trang đô thị, các đồng chí phải làm cho nó thể hiện xứng tầm với cái huyện nông thôn mới. Cho nên các đồng chí ngay thời điểm này cũng nên tập trung lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị để vào cuộc để chỉnh trang đô thị. Và các cái tuyến mà giao thông hiện nay mà đang làm dở dang thì các đồng chí phải khẩn trương để hoàn thành. Cũng trong buổi sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Lâu đã đến kiểm tra dự án mở rộng đường tỉnh 933B đoạn qua thị trấn Cù Lao Dung giai đoạn 2. Công trình có chiều dài tuyến khoảng 3,6 km, tổng mức đầu tư trên 190,6 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025 do Ban quản lý dự án 2 làm chủ đầu tư. Năm 2024 được bố trí nguồn vốn là 31,7 tỷ đồng, đến nay đã giải ngân đạt trên 11,2%. Hiện nay, các đơn vị thầu đang triển khai thi công xây dựng gói thầu xây lắp từ cầu kênh Đình Trụ đến huyện đội. Tuy nhiên, công trình được đánh giá là chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra. Nguyên nhân là do khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tại một số vị trí. Do đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Văn Lâu đề nghị địa phương cần phối hợp với các sở ngành và đơn vị có liên quan tổ chức rà soát, tổng hợp và vận động người dân sớm bàn giao mặt bằng để công trình được đẩy nhanh tiến độ đạt kế hoạch đề ra.